sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Lực lượng chức năng của 24 quận huyện cũng đã khẩn trương triển khai tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tội phạm. Sáng 22 tháng 12, lực lượng liên ngành quận 9 đã tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đột xuất các lái xe đường dài, lái xe tải trọng lớn. Ghi nhận tại đường 11, phường Long Bình, quận 9, lực lượng liên ngành bao gồm cảnh sát giao thông, công an kinh tế, công an phòng chống tội phạm về ma túy, công an hình sự, y tế đang tiến hành test nhanh ma túy các lái xe đường dài, lái xe tải trọng lớn. Chỉ trong 2 giờ, đã có hơn 30 tài xế được kiểm tra. Tất cả các tài xế khi bị yêu cầu kiểm tra đều xuất trình đầy đủ về giấy phép lái xe, đơn vị chủ quản và xét nghiệm nhanh nước tiểu. Theo đó, nếu có trường hợp dương tính, lực lượng chức năng sẽ làm thêm xét nghiệm để đảm bảo kết quả, từ đó có biện pháp xử lý. Cái này là gây tác hại nhiều tới vừa sức khỏe, thứ nhất là sức khỏe, với thứ hai nữa là ảnh hưởng đến trí não thần kinh, với thứ ba nữa là điều khiển trong giao thông trong ảo giác và mất tập trung. Mình thì đối với vấn đề này là tuyệt đối không sử dụng. Thì nói chung những cái điều đó thì nó không tốt rồi. Dạ, nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, vừa hai nữa nói chung là nó cái xã hội bây giờ người ta triệt để cấm những cái vấn đề đó, cho nên không dùng được ma túy là tốt, chứ đừng không nên dùng, phải bỏ là được là tốt. Ai không dùng thì tốt nhất là đứng dùng, mà để dùng rồi tốt nhất là phải bỏ. Dùng cái ma túy để mà tăng cái kích thích ấy, thì nhưng là tăng cái kích thích thì trong lúc cái tức thời thôi. Đó, chứ nó còn nếu mà để quãng một cái thời gian sau này nữa ấy, thì nói chung nó hết cái thuốc thì nó cũng không là tốt. Mà hai nữa là dùng vào rồi thì nó quen. Nó quen rồi ấy, thì không dùng là không có thể chạy được. Theo thống kê của Cảnh sát Giao thông Công an quận 9, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 710 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện 10 trường hợp dương tính với ma túy. Đại diện Công an quận 9 cho biết thêm, từ đây đến Tết Nguyên đán năm 2021, ngoài những đợt kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề, lực lượng sẽ tăng cường công tác kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.